Giá hồ tiêu được chúng tôi cập nhật lúc 5 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2024, kênh cập nhật giá hai lần ngày và đưa thông tin mới nhất đến với người xem. Lưu ý, các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá tiêu hôm nay ngày 24 tháng 6, thị trường đồng loạt chứng lại, liệu có cú sập như giữa tháng 6? bất ngờ giá tiêu hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ đồng loạt giảm mạnh từ 4.000 đến 4.500 đồng kg ở tất cả các địa phương, giao dịch quanh bốc 155.000 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 156.000 đồng kg. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắc được thu mua ở mức 155.000 đồng kg, giá tiêu chư sê, Gia Lai hiện ở mức 152.000 đồng kg giá tiêu đắt nông hôm nay ghi nhận ở mức giá 156 không đồng kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm mạnh từ 4.000 đến 4.500 đồng kg. Cụ thể, tại Bà Rịa, Vũng Tàu xuống mức 153.500 đồng mỗi kg. Tại Bình Phước, giá tiêu đạt mức 152.000 đồng kg. Giá tiêu nội địa hôm nay đồng loạt giảm mạnh giao dịch ở mức 155.000 đồng kg. Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay giảm mạnh ở một số địa phương trọng điểm so với hôm qua. Tại tất cả các địa phương, giá tiêu đều ở ngưỡng 153.000 đồng kg trở lên. Giá tiêu cao nhất được ghi nhận ở mốc 156.000 đồng kg giá tiêu đang có xu hướng biến động với biên độ hẹp trong những ngày gần đây trong bối cảnh người dân trồng tiêu bán hàng ra nhỏ giọt. Giá tiêu neo cao là tin vui đối với người dân nhưng lại gây khó cho doanh nghiệp khi đã ký hợp đồng từ trước với mức giá đã chốt nay giá tăng quá cao thì không mua nổi hàng, và đối mặt với mức thua lỗ cao. Diễn biến thị trường thời gian gần đây gợi nhớ lại cú sụt giảm mạnh hồi giữa tháng 6 này khi hoạt động đầu cơ đẩy giá tiêu tăng sốc lên trên mức 180.000 đồng kg, giá cao khiến một bộ phận doanh nghiệp dừng mua. Trong khi đó, một số người dân và đại lý xã bán hàng từ niên vụ trước để chốt lời. Lực cung tăng mạnh trong khi lực cầu rút lui đã khiến giá tiêu giảm sốc, mất hơn 20.000 đồng kg chỉ trong một ngày. Nhiều chuyên gia ngành hàng nhận định đợt điều chỉnh mạnh giá tiêu hồi giữa tháng 6 là điều cần thiết khi thị trường bị đầu cơ quá nóng. Thậm chí cả các đại lý kinh doanh các loại nông sản khác cũng tạm chuyển qua kinh doanh tiêu, tham gia đầu cơ để kiếm lợi từ tiêu. Đợt điều chỉnh đã giúp thị trường trở nên cân bằng, phản ánh sát hơn tình hình cung, cầu. Về diễn biến thị trường những ngày gần đây, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia vị Việt Nam, VBSA cho biết, Hạt tiêu trong dân vẫn còn nhưng thay vì bán ra ồ ạt, à, bà con bán ra rất ít để nghe ngóng trong bối cảnh giá mặt hàng này vào đà tăng và mọi người đều biết hiện nguồn cung sẵn có không còn nhiều, như tạp chí công thương đã phân tích, mấy năm qua nông dân các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ có thu nhập cao từ sầu riêng, cà phê nên có đủ khả năng tài chính để găm giữ hồ tiêu, thậm chí nhiều người sẵn sàng trữ đến 2 đến 3 năm. Theo một số ước tính sơ bộ nếu không tính hàng tồn kho từ năm ngoái chuyển sang thì nước ta còn khoảng 60.000 tấn hạt tiêu để xuất khẩu trong các tháng còn lại của năm. Chủ tịch VBSA nhận định giá tiêu trong ngắn hạn có thể sẽ có những đợt điều chỉnh giảm nhưng sẽ không quá sâu, khó có thể về mức giá thấp như trước đây và thị trường đã hình thành mặt bằng giá mới. Theo một doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu, mùa thu hoạch của năm nay đã kết thúc từ tháng 4. Diện tích trồng hồ tiêu ngày càng bị thu hẹp do nông dân chuyển đổi cây trồng, trong khi nguồn cung hạt tiêu trên thị trường toàn cầu đang thiết hụt gần 100.000 tấn so với nhu cầu. Cung khang hiếm, còn các quốc gia lại tăng mạnh nhập khẩu. Đặc biệt là Trung Quốc được dự báo sẽ đẩy mạnh gom mua hạt tiêu vì lượng tồn kho ở mức thấp. Thực tế, trong tháng 5 vừa qua, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt 3.137 tấn tăng gấp 4,8 lần so với tháng trước và là mức cao nhất trong 11 tháng qua. Do đó, thời gian tới, giá hạt tiêu sẽ tăng trở lại không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn cầu. Vị này nhận định, ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Hồ Tiêu Chư Sê Gia Lai phân tích thêm, trong bối cảnh sản lượng tiêu toàn cầu giảm đáng kể, lượng tồn kho từ năm ngoái chuyển sang năm nay ở Việt Nam hầu như không đáng kể, khó đáp ứng được nhu cầu thị trường. Điều này đang đẩy hồ tiêu bước vào một chu kỳ tăng giá mới. Chu kỳ này sẽ kéo dài trong 10 năm tới và giá có thể lên tới 350.000 đến 400.000 đồng kg. Đây là một tin vui đối với nông dân nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu trong việc đảm bảo nguồn cung và chất lượng hàng hóa.